Một tự hướng dẫn cho mình làm lắp ráp theo nha mọi người, rất là đơn giản. Nó sẽ hướng dẫn chi tiết cho mình làm nha. May mọi người yên tâm về vấn đề mà mọi người không biết làm nha. Đây. Bây giờ mình sẽ quay mặt sau cho nó cho mọi người xem nha. Đây là một nhân vật hoạt hình rất là dễ thương nha mọi người. Nên mọi người xem nhiều mọi người dám biết nhân vật này ha. Đây. Và mà cái bộ mình làm một bộ nhỏ nha mọi người, là mô hình nhỏ nha mọi người chứ không có lớn nha mọi người, nên việc lắp ráp cũng khá là đơn giản và chi phí mua cho nó cũng rất là rẻ nha mọi người, vì loại nhỏ nên rất là rẻ. Mọi người có thể tham khảo đây, có sàn thương mại điện tử bán rất là nhiều nha mọi người, rất nhiều sản phẩm cho mọi người lựa chọn nha. À, không khó nha mọi người, mọi người chỉ đây có sàn thương mại điện tử mọi người sợ là nó ra rất là nhiều ha. À, mọi người yên tâm về vấn đề nha, rất nhiều món mỏ, rất nhiều sản phẩm cho mọi người lựa chọn. Và đặc biệt là khi mô hình loại nhỏ này giá thành cũng rất là rẻ nha mọi người. Mình thì mình thích làm loại nhỏ này hơn vì nó rẻ nha mọi người, là rất nhanh nữa, nó không tốn quá nhiều thời gian của mình ha. Ok nha mọi người, nếu mọi người có thời gian rảnh thì mọi người có thể tham khảo các mẫu này để mọi người lắp ráp thêm ha. Đây, nếu mà mọi người ở nhà đó có trẻ em thì mọi người nên mua cái này cho các bé ở nhà mình sử dụng ha, vì các bé bây giờ mình thấy sử dụng điện thoại rất là nhiều nha mọi người, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé rất là nhiều nha, ảnh hưởng đến cái quá tập của bé nè, bé chơi game rất là nhiều nha, nên mọi người mua cái này vì nó biết đâu các bé thích cái này và mới đam mê bộ bông này cũng rất phát triển tư duy của các bé ha, tập cho tính kiên trì của các bé nữa nè. Đây, mọi người có thể tham khảo mua cái mẫu nào vậy ha. Đây. Người làm trong thời gian rảnh đó mọi người, rất là hay nha. Cái này trẻ em người lớn đều có thể làm được hết nha mọi người, không có khó nha mọi người. Hướng dẫn mới mua về thì nó chỉ là một món nhựa nhỏ thôi, mình lắp ráp với lại với nhau thì nó ra được một bộ như thế này ha. Mà khi mọi người làm xong đó, mọi người có thể dùng cái này để trang trí phòng khách, trang trí phòng ngủ của mình cũng được ha, rất là tiện lợi, rất là nhiều công dụng khác nhau nha, trong cái các học tập các làm việc của mình cũng được nè. Đấy, mọi người có thể tham khảo ha. Ok nha mọi người có thể tham khảo các mẫu này giống mình ha. Đấy, làm rất là nhanh, cực kỳ đơn giản, nhựa này nhựa cũng được, an toàn này cũng có vấn đề gì hết mọi người. Ok, video mình kết thúc tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay, mọi người nhớ cho mình một like và chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ nha. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh nha.